đo bằng giây, chỉ còn mấy chục giây nữa là chúng ta sẽ bước sang năm 2000. Tất cả các tiết mục văn nghệ cũng đã tạm dừng để chờ đón giờ phút thiêng liêng, giờ phút chuyển giao giữa hai thiên niên kỷ. Và thưa quý vị và các bạn, bảng đồng hồ đếm ngược của chúng tôi cũng đang đếm những giây cuối cùng của năm 99. Những giây phút trước khi chuyển giao thiên niên kỷ này sẽ chỉ trở lại sau 1000 năm nữa. Và khi giây đầu tiên của năm 2000 bắt đầu, những giây phút đầu tiên bắt đầu thì cũng sẽ là lúc Chủ tịch nước Trần Đức Lương đọc thông điệp đầu năm 2000 gửi tới khán giả cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Và qua màn hình nối với quảng trường Cách mạng tháng 8 thì chúng tôi cũng đã thấy Chủ tịch nước Trần Đức Lương chuẩn bị đi ra lễ đài để đọc thông điệp mà cả nước đang chờ đón. Thời gian cũng không còn nhiều trước khi chúng ta từ giã năm cũ. Và chúng tôi cũng xin mời tất cả các khán giả đang có mặt tại trường quay và khán giả truyền hình cả nước đang ở trước máy truyền hình, hãy cùng chúng tôi đếm thật to những giây cuối cùng của năm 99, những giây phút mà không ai trong chúng ta có thể sống lại một lần thứ hai trong đời. Bắt đầu. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chào năm 2000. Thưa đồng bào cả nước, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế gần xa, cùng với nhân dân thế giới, nhân dân Việt Nam hân hoan chào đón năm 2000, năm cuối cùng của thế kỷ 20, năm bản lề giữa hai thế kỷ và hai thiên niên kỷ. Phong tục tập quán của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia tuy có khác nhau, nhưng trong ngày đầu năm đều muốn chúc nhau những điều tốt đẹp nhất. Vào thời điểm giao thừa lịch sử này, thay mặt nhân dân và nhà nước Việt Nam, tôi xin gửi đến nhân dân và chính phủ các nước lời chào hữu nghị và lời chúc mừng nồng nhiệt. Chúc cho năm 2000 cũng như trong thế kỷ 21, mọi dân tộc trên thế giới được sống trong hòa bình, tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc và các nước không ngừng được tăng cường. Mỗi quốc gia, dân tộc và mỗi người đều được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc và đều có cơ hội bình đẳng để phát triển. Nhân dịp này, thay mặt nhân dân Việt Nam, tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến chính phủ và nhân dân các nước, bạn bè khắp năm châu đã dành cho nhân dân Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong khôi phục, xây dựng và phát triển đất nước. Thế kỷ 20 đã chứng kiến những thành tựu thần kỳ của khoa học, kỹ thuật và công nghệ, làm cho sản xuất vật chất và cuộc sống của nhân loại phát triển vượt bậc. Chúng ta tin tưởng rằng trong thế kỷ 21 sắp tới, thành tựu phát triển của trí tuệ loài người sẽ còn kỳ diệu hơn nhiều. Các dân tộc trên thế giới đều có chung lợi ích và nghĩa vụ đóng góp vào tiến trình phát triển vĩ đại này, cũng như đoàn kết, hợp tác và đấu tranh để mọi thành tựu phát triển của nhân loại được sử dụng vì mục đích hòa bình, vì hạnh phúc con người, vì sự bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái, không để sự phân cách giàu nghèo và bất công giữa các dân tộc, các tầng lớp dân cư ngày một sâu rộng thêm, không bị lạm dụng để hủy hoại chính cuộc sống con người và hành tinh xanh thân yêu của chúng ta. Chúng ta xiết bao xúc động khi nhìn lại thế kỷ 20 với những ký ức không thể quên về hai cuộc chiến tranh thế giới và hàng trăm cuộc chiến tranh xung đột lớn nhỏ, để lại biết bao đau thương và mất mát cho các dân tộc. Nhân dân Việt Nam đã phải chiến đấu lâu dài, hy sinh to lớn vì độc lập tự do, mưu cầu cuộc sống bình yên để xây dựng và phát triển đất nước,
theo lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không có gì quý hơn độc lập tự do. Nhân dân Việt Nam hiểu rất rõ giá trị của hòa bình, mong rằng trong thế kỷ mới, mọi dân tộc trên thế giới đều được sống trong hòa bình, một nền hòa bình thật sự và bền vững. Thế kỷ 20 là thế kỷ của các cuộc cách mạng xã hội, đặc biệt là cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại. Thế kỷ của sự phát triển phong trào giải phóng dân tộc, phong trào đấu tranh vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội sâu rộng trên toàn thế giới. Thế kỷ 20 đã chứng kiến sự tan rã của hệ thống thuộc địa do chủ nghĩa thực dân áp đặt lên cuộc sống của nhiều dân tộc trên thế giới. Hàng loạt quốc gia độc lập đã ra đời. Trong thời đại mới, quan hệ quốc tế ngày càng có nhiều hình thức hợp tác và liên kết giữa các quốc gia. Nhưng độc lập dân tộc vẫn là một trong những giá trị cao quý nhất. Là một nước đang nỗ lực phấn đấu để sớm thoát khỏi cảnh nghèo nàn lạc hậu, tiến lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước, tham gia với tinh thần xây dựng và ý thức trách nhiệm vào các hoạt động của cộng đồng quốc tế và khu vực. Chúng tôi mong rằng trong thế kỷ tới, các nước sẽ cùng nhau đoàn kết xây dựng quan hệ quốc tế mới trên cơ sở triệt để tôn trọng độc lập và chủ quyền của mỗi quốc gia, quyền tự quyết của mỗi dân tộc, hợp tác bình đẳng cùng có lợi, không phân biệt quốc gia lớn hay nhỏ, giàu hay nghèo, mạnh hay yếu. Vào giờ phút đầu năm 2000 này, thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc, đồng bào ta ở nước ngoài, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Tôi kêu gọi đồng bào cả nước hãy phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, ra sức đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng cường tình hữu nghị và hợp tác với bạn bè quốc tế, khai thác mọi thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn. Trước mắt là tập trung khắc phục hậu quả nặng nề do lũ lụt gây ra ở các tỉnh miền Trung, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp sức hoàn thành tốt nhất các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2000, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mỗi người, mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị đều phấn đấu để có được những công trình và việc làm mang đậm ý nghĩa của năm 2000, góp phần chuẩn bị hành trang đưa dân tộc Việt Nam vững bước tiến vào thế kỷ 21, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai cùng các nước trong khu vực và trên thế giới. Như lúc sinh thời, Bác Hồ kính yêu từng các nước. Quý vị và các bạn, chúng ta đã trở lại với không khí vào những giây phút đầu tiên của năm 2000. Sau những giờ phút nghiêm trang nghe thông điệp chào đón năm 2000 của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, thì hiện giờ tại đầu cầu truyền hình Giảng Võ, chương trình văn nghệ Chào Thiên Niên Kỷ của Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đã bắt đầu. Và trên hình ảnh, quý vị và các bạn có thể thấy tiết mục của đội cồng chiêng Chư Á đến từ tỉnh Gia Lai.
Thay mặt các dân tộc Tây Nguyên, Đoàn Cồng Chiêng tỉnh Gia Lai xin kính chúc đồng bào cả nước một năm mới an khang, hạnh phúc. Vừa rồi là bản hòa tấu Cồng Chiêng mừng năm mới. Tiếp theo, đoàn chúng tôi xin gửi tới đồng bào cả nước bài dân ca Pripom Patam Pripya. Trên hình ảnh là không khí lễ hội tại đầu cầu nhà hát lớn. Và có thể nói là bây giờ ở khắp nơi trên đất nước, ở đâu đâu cũng cùng chung một không khí, mặc dù là những hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy ở tại điểm cầu này hoặc điểm cầu kia có thể khác nhau. Những gì mà quý vị và các bạn cũng đang thấy trên màn ảnh nhỏ là những hình ảnh về lễ hội tại đêm phố cổ Hội An. Lễ hội vẫn tiếp tục kéo dài qua thời điểm mà chúng ta đã bước sang năm 2000. Thank you.
Ôm. Hey!
Chúng ta xin tạm chia tay với không khí rất sôi động ở đầu cầu nhà hát lớn, bởi vì chúng tôi vẫn liên tiếp nhận được những hình ảnh mới đến từ các quốc gia trên thế giới mà bây giờ cũng đã bước vào năm 2000. Cụ thể là tại Thái Lan, một trong những hoạt động chào đón năm 2000, những hoạt động chính chào đón năm 2000 được tổ chức tại quảng trường Sanam Luang và trên đại lộ Ratchadamnern Klang của thủ đô Bangkok. Một trong những hoạt động đặc sắc nhất của đêm chào đón thiên niên kỷ này là màn múa rồng dài 72m. Đây là con rồng dài 72m. Tại trung tâm quảng trường, một tháp đồng hồ cao 23m cũng đã được dựng lên để quan sát thời khắc chuyển giao thiên niên kỷ. Đặc biệt tại khu vực Mường Thong Thani, khoảng hơn 2.000 đôi nam nữ người Thái Lan và cả người nước ngoài đã cùng tiến hành lễ cưới tập thể để kỷ niệm thời điểm bước sang năm 2000. Và nếu như chúng ta được phép nói vui thì chắc là khâu tổ chức phải rất tốt, bởi vì với 2.000 đôi uyên ương cùng với 100.000 vị khách mời thì sẽ rất là khó mà không nhầm lẫn giữa khách mời nhà này với khách mời nhà kia, và chưa nói những nhầm lẫn tệ hại hơn nếu như các cô dâu trang điểm giống nhau. Và nhân dịp năm mới tại Thái Lan thì Thủ tướng Thái Lan Chu Lịch Phai cũng đã công bố một bức thông điệp năm mới, trong đó nhấn mạnh rằng bình minh của một thế kỷ sẽ phản ánh những thành tựu và thiếu sót trước đây để nhân loại có thể tiến vào một tương lai với một tinh thần kiên cường hơn. Chúng tôi cũng xin thông tin thêm về không khí đón năm mới tại Jakarta. Lúc này ở Jakarta, thủ đô của Indonesia, đang là tháng lễ Ramadan theo đạo Hồi, cho nên ngày lễ đón năm 2000 không được náo nhiệt như ở nhiều nơi khác trên thế giới. Và Indonesia là nước có số tín đồ đạo Hồi đông nhất thế giới với nhiều ngôn ngữ. Đất nước Indonesia bao gồm 200.000 hòn đảo lớn nhỏ. Vào thời điểm vừa rồi tại Bali, một trong những đảo lớn nhất, đã diễn ra một buổi hòa nhạc hoành tráng kết hợp giữa nhạc truyền thống và nhạc hiện đại, một cách thể hiện sự chuyển giao giữa hai thiên niên kỷ. Và bây giờ nếu như có thể thì chúng tôi xin thiết lập lại cầu truyền hình trực tiếp với Ban chỉ huy quốc gia về những giải pháp dự phòng ứng phó với IHK. Thưa anh Hữu Hưng, thưa tất cả các vị khách mời đang có mặt tại đầu cầu, như vậy là nếu như theo chủ quan của chúng tôi thì ít nhất những cái liên lạc qua viễn thông, qua điện thoại trong những giờ phút vừa rồi khi nước ta chuyển sang năm 2000 đã không gặp vấn đề gì cả. Vậy bây giờ xin anh Hương cùng các vị khách đang có mặt ở đầu cầu của Ban Chỉ huy Quốc gia về IHK cung cấp cho khán giả cả nước biết thêm những thông tin về tình hình khắc phục sự cố IHK trên nước ta. Vâng, thưa anh Thanh Lâm, thưa quý vị và các bạn. Có lẽ thời điểm chuyển giao sang năm 2000 là thời điểm có lẽ là hồi hộp nhất đối với mọi thành viên của Ban Chỉ huy Quốc gia về IHK. Đây là thời điểm mà chứng kiến những nỗ lực, những thành quả của công tác chỉ đạo khắc phục sự cố năm 2000 cũng như là các cái giải pháp ứng phó sự cố năm 2000 của từng ngành, từng địa phương dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Quốc gia về IHK cũng như là sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ. Thời điểm này thì
từng ngành từng địa phương đã lần lượt báo cáo đầu tiên về những cái diễn biến với IK và nói chung là rất là bình thường. Và có lẽ để chính thức thì tôi xin nhường lời cho giáo sư Chu Hảo là ủy viên thường trực của Ban chỉ huy về IK quốc gia sẽ có lời phát biểu chính thức. Thưa tất cả quý vị và các bạn xem truyền hình, đến giờ phút này thì chúng tôi có thể thông báo một cách chính thức rằng Việt Nam chúng ta đã bước qua năm mới với sự bình yên ở tất cả các ngành và các địa phương quan trọng. Cho đến bây giờ thì nhiều địa phương và nhiều ngành đã gọi điện về Ban chỉ đạo và thông báo rằng mọi việc đã xảy ra một cách bình thường. Ở cầu truyền hình này khác với lại các nơi khác, ở đây không có các hình thức vui chơi giải trí, ở đây chỉ có các ekip làm việc. Và bây giờ chúng tôi rất là vui mừng rằng đã được cùng với tất cả đồng bào qua năm mới một cách vui vẻ. Xin chúc các quý vị và các bạn tiếp tục đón năm mới một cách hạnh phúc, vui vẻ. Cảm ơn Thứ trưởng Chu Hảo. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là tuy bây giờ vẫn đang phải trực để nghe nhận những thông tin mới nhất về tình hình I2K nếu có ở nơi này hoặc nơi kia trên quả đất hoặc là ở một số điểm trên nước ta, thì Thứ trưởng cũng như là các vị lãnh đạo, những người mà chịu trách nhiệm về lĩnh vực này vẫn sẽ có một chút thời gian để đón mừng năm mới 2000, bởi vì đó là cái sự kiện mà đem lại niềm vui cho tất cả mọi người. Chúng tôi xin được trở lại với đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà màn trình diễn có tựa đề Đất Phương Nam, Thao Thức Phương Nam đang tiếp diễn. Chúng tôi vừa được báo là trong ít phút nữa thì màn trình diễn có tựa đề Thao Thức Phương Nam mới bắt đầu. Và thưa quý vị và các bạn, từ nãy đến giờ thì rất nhiều vị khách mời đang có mặt trong trường quay cũng đang chứng kiến những giờ phút nước ta chuyển giao sang năm 2000. Và có lẽ bây giờ, nếu như có thể được, chúng tôi cũng xin phép dành một chút thời gian để cùng trao đổi với một số vị khách mời ở trong trường quay để hỏi được những cảm nghĩ đầu tiên của các vị khách mời trường quay hôm nay khi đất nước bước sang năm 2000, và nhất là khi lần đầu tiên họ được chứng kiến cầu truyền hình trực tiếp đón năm 2000 tại trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam. Thế nếu có thể hỏi bạn một câu được không ạ? Từ đến giờ qua màn hình truyền hình của cả nước thì bạn cũng thấy là không khí đón năm 2000 ở tất cả các điểm cầu trên cả nước rất là nhộn nhịp. Thế thì làm người thanh niên hôm nay bạn không được đi ra ngoài đường để hòa vào cái không khí đó, nhưng được chứng kiến cái không khí đón năm 2000 tại trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam thì bạn có suy nghĩ gì? Cảm thấy rất là vui sướng được tham dự ở đây, và tuy không được ra ngoài nhưng em cảm thấy ở đây cũng được theo dõi ở tất cả mọi nơi và em cảm thấy rất là vinh dự. Đây là lần đầu tiên bạn được đón một sự kiện quan trọng như thế này qua truyền hình. Vâng. Hay là lần thứ hai? Đây là lần đầu ạ. Cảm ơn bạn. Và bây giờ nếu như đạo diễn cho phép, chúng tôi xin trở lại với không khí sôi động ở tại hoặc là đầu cầu nhà hát lớn hoặc là trung tâm triển lãm giảng võ, nơi mà chương trình văn nghệ Chào Thiên Niên Kỷ vẫn đang tiếp diễn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình văn nghệ Chào Thiên Niên Kỷ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, một chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức. Khi mưa rơi xuống, giọt giọt buồn êm ái, tôi đi mãi, dưới cơn mưa âm thầm. Em đi qua thôi dù em ghé, như trong cơn mưa lụa hè. Em đi qua tôi đi mãi, suốt một đời tìm hoài. Mưa mãi không ngừng rơi, sao em không nói cứ vội vàng đi qua thôi bóng dáng thơ ngây. Sao tôi vẫn mơ hàng đêm, mơ đi bên em dưới cơn mưa nào
trang mùa thu lại về. Trong nụ cười và trong tiếng hát say mê, cờ đỏ tung bay cuộc đời mới, buồm căng gió lầu thuyền ra khơi xa biển quê ta rộng mở chân trời. Mùa thu xa em cùng anh lên đường đi xây dựng mảnh đất quê hương theo nhịp bước của đoàn quân chiến thắng. Anh ơi có nghe chăng mùa thu tới với muôn vàn yêu thương, cho em hát bài ca hùng tráng, cho em yêu tình yêu trong sáng, cho em đi trên con đường cách mạng, cho em ơi mùa thu sang biển Nha Trang lòng lấy. Chúng tôi xin từ biệt với Nha Trang để đến với phía miền Nam của Tổ quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà chương trình biểu diễn có tựa đề Thao thức phương Nam đã bắt đầu cách đây ít phút. Và để giúp quý vị và các bạn có thể hiểu thêm một chút về ý nghĩa của cái tựa đề Thao thức phương Nam, chúng tôi cũng xin phép được trở lại một chút với lịch sử của mảnh đất Sài Gòn. Sài Gòn 300 năm trước đã được người dân khai hoang mở cõi, và hồi đó tướng quân Nguyễn Hữu Cảnh cũng đã khuyến khích nhiều người dân ở các giai tầng, hoàn cảnh, địa vị khác nhau từ miền Bắc, từ miền Trung kéo dài vào vùng đất màu mỡ này. Và từ đó vùng đất Sài Gòn Nam Bộ với sự cộng cư, tức là sự cùng chung sống và với sự giao lưu với nhau về những kinh nghiệm trong lao động sản xuất, gian lao cực khổ đã hình thành nên những phong tục tập quán, những làn điệu hò, vè, lý, hát du và hình thành làn điệu dân ca Nam Bộ là yếu tố quan trọng tạo nên ca nhạc tài tử Nam Bộ. Và những làn điệu quê hương luôn da diết khắc khoải trong lòng, luôn làm sao động trái tim người dân Sài Gòn Nam Bộ đó. Để mãi hoài thao thức phương Nam. Thao thức phương Nam có nghĩa là thao thức với một khát vọng vươn tới tương lai rạng rỡ của thiên niên kỷ mới. Thank you.
Come on.
Có lẽ quý vị và các bạn cũng đã nhận thấy là chương trình cầu truyền hình đón năm 2000 của chúng tôi luôn luôn là một sự xen kẽ giữa những hình ảnh trực tiếp đến từ tất cả các điểm cầu từ mọi nơi trên thế giới, cũng như những thông tin mà chúng tôi không thể nào không thông tin đến quý vị và các bạn. Và thông tin mà chúng tôi vừa mới nhận được cách đây hơn một phút đồng hồ là đứa trẻ đầu tiên của hành tinh cũng đã vừa ra đời tại New Zealand. Tại New Zealand, nước đầu tiên đón thiên niên kỷ với một đứa trẻ ra đời vào thời điểm một phút sau giao thừa. Đất nước ở Nam Thái Bình Dương này với 3,8 triệu dân đã có dịp đón năm mới trước hầu hết các nước khác như quý vị và các bạn cũng đã biết. Và theo số liệu thống kê thì sau 20 phút đầu tiên của thiên niên kỷ mới thì đã có 6 đứa trẻ ra đời tại New Zealand. Và đứa trẻ sinh vào lúc 12 giờ 1 phút buổi sáng mà quý vị và các bạn đang nhìn thấy. 12 giờ 1 phút buổi sáng theo giờ địa phương tại một bệnh viện ở Auckland là ứng cử viên sáng giá nhất của danh hiệu đứa trẻ sinh ra đầu tiên trong thiên niên kỷ mới. Và một tin vui khác nhưng mà với một nội dung hoàn toàn khác mà chúng tôi cũng vừa mới nhận được là cũng như dịp đầu năm mới thì toàn bộ con tin trên chiếc máy bay bị các Phật tử Hồi giáo cực đoan bắt cóc từ mấy hôm nay, toàn bộ các con tin trên máy bay đã được thả và không có một tổn thất gì thêm. Và tất cả các con tin đó, theo như thông tin của chúng tôi vừa mới nhận được, là tất cả các con tin đó đã được thả vào đúng thời điểm giao thừa. Chúng tôi xin được trở lại với không khí tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã bước sang năm 2000 được 55 phút theo như đồng hồ ở góc của màn hình. Và lần này thì là đồng hồ đếm xuôi. Và vẫn còn rất nhiều nước khác ở trên khắp các châu lục của hành tinh vẫn đang tiếp tục chờ đón những giây phút có 102 này.
Ở trong suốt buổi sáng ngày mai thì Đài Truyền hình Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục thực hiện trên VTV1 những chương trình cầu truyền hình trực tiếp chào năm 2000 nối với nhiều quốc gia trên thế giới vào thời điểm giao thừa, và cả những cảnh tượng kỳ vĩ như mặt trời mọc ở kim tự tháp ở Ai Cập cũng sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn. Và mong tất cả các quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ những khoảnh khắc vô cùng hấp dẫn của một chương trình cầu truyền hình lớn chào thiên niên kỷ. Để thực hiện được chương trình này, có thể nói Đài Truyền hình Việt Nam đã huy động một lực lượng các phóng viên, biên tập, đạo diễn và các cán bộ kỹ thuật lớn chưa từng thấy từ trước đến nay. Cộng thêm với sự ra quân trên quy mô lớn của các đài truyền hình Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa. Chúng tôi cũng xin cảm ơn những cố gắng vượt bậc của các kỹ thuật viên của công ty viễn thông liên tỉnh đã cùng với trung tâm kỹ thuật sản xuất chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam thiết lập được đường truyền tín hiệu trực tiếp từ những điểm rất khó khăn về kỹ thuật. Và cũng xin cảm ơn những cố gắng vượt bậc của tất cả các lực lượng góp phần tạo nên thành công của chương trình này. Chúng tôi cũng nghĩ rằng tất cả những cố gắng đó đều đã được đền bù xứng đáng, bởi vì không có gì có thể so sánh được với những ý nghĩa trọng đại của những giờ phút mà chúng ta vừa mới trải qua cùng với đồng bào cả nước và thế giới. Bởi vì cách đây 1000 năm, khi mà nhân loại bước vào năm thứ 1000 thì chắc chắn là lúc đó chưa có cầu truyền hình. Còn 1000 năm nữa, khi chúng ta bước sang năm 3000 thì không biết là lúc đó nhân loại với sự phát triển của khoa học kỹ thuật có còn giao lưu văn hóa thông qua cái phương tiện gọi là truyền hình nữa hay không. Cho nên có thể nói những cái cầu truyền hình đó năm 2000 trên thế giới vào thời điểm này sẽ là sự kiện truyền hình duy nhất vào thời điểm chuyển giao thiên niên kỷ. Còn đối với chúng ta, năm 1999 giờ đây đã khép lại và mọi trái tim, khối óc cũng như mọi tâm tư, suy nghĩ bây giờ đều hướng về tương lai. Có thể nói là kể từ khi loài người biết tính thời gian thì chưa bao giờ con người lại tập trung nhiều công sức đến như thế để nhìn lại những năm tháng mình đã sống và hoạch định, đoán định về tương lai cho chính thế hệ mình và các thế hệ con cháu. Năm 2000 đối với nước ta cũng là năm kết thúc chiến lược kinh tế 10 năm, là năm hoàn thành kế hoạch 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 8 và cũng là năm đất nước ta có nhiều ngày lễ trọng đại. Vì vậy, năm 2000, Đảng và Nhà nước khuyến khích cả nước thi đua với tinh thần đi tới cao trào, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội nhằm tạo thế và lực mới đưa đất nước vững bước vào thế kỷ 21. Năm 2000 cũng là năm từng phường, thôn, bản, xã, ấp bàn việc nước với tinh thần phát huy dân chủ ở cơ sở, và cũng là năm dân tộc ta tiếp tục cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng để tăng cường sự lãnh đạo bền vững của Đảng với xã hội. Thế kỷ 21 đối với Việt Nam cũng là thế kỷ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, dân tộc, trường tồn, xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi. Chúng ta ý thức được tất cả các nhiệm vụ nặng nề đó, nhưng cũng vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tinh thần dân tộc và truyền thống khắc phục mọi khó khăn trong mọi hoàn cảnh của dân tộc ta. Và chính quyết tâm đó, niềm tin đó là những gì mà chúng tôi hy vọng là sẽ đọng lại trong mỗi chúng ta khi khép lại chương trình cầu truyền hình này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trong suốt 5 tiếng đồng hồ vừa qua. Và đêm nay sẽ là một đêm rất ngắn, nếu như quý vị và các bạn vẫn muốn tiếp tục theo dõi, vẫn muốn chứng kiến thế giới đón năm 2000 như thế nào thông qua truyền hình Việt Nam. Chương trình Chào năm 2000 sẽ tiếp tục vào đúng 6 giờ sáng mai. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình VTV1 sẽ phát trong ngày mai. Từ 5:30 đến 10:00, 5:30 giới thiệu chương trình, 5:35 ca nhạc chào năm mới 2000. 6:00 chào buổi sáng, 7:25 phim truyện Công dân vàng, 8:45 chương trình chào năm mới 2000 truyền hình trực tiếp, 10:45 hòa nhạc mừng tại lễ trao giải thưởng Nobel 1999. 11:35 chương trình chào năm mới 2000. 12:10 thời sự. Từ 17:00, 17:00 tin tức không khí các nước trên thế giới đón năm mới 2000. 17:20 phim truyện Tam quốc diễn nghĩa tập 50. 18:10 bản tin tiếng Anh. 18:20 ca nhạc chào năm 2000. 18:35 thiếu nhi, khoa học vui, một số thành tựu khoa học kỹ thuật thế kỷ 20. 19:00 thời sự. 19:50 kinh tế, xuất khẩu nông sản, một năm nhìn lại. 20:05 phim tài liệu, bài ca của đất. 20:30 vì trẻ em. 20:45 sân khấu, kịch nói, đạo học. 22:30 thế giới trong ngày.
22:40 ca nhạc. Giới thiệu ban nhạc Những Chàng Trai Sài Gòn, 23:10 điểm tin trong ngày, 23:15 bản tin tiếng Pháp. Chương trình VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào quý vị và các bạn.